Xin chào cả nhà, hôm nay thì kênh bên Phương TV sẽ giới thiệu đến các nhà công viên Suối Mơ tỉnh Đồng Nai. Đây là một công viên rất là đẹp và rất là nhiều chỗ để chúng ta vui chơi. Thì thường thứ bảy chủ nhật và ngày lễ thì ở đây du khách rất đông luôn. Thì hôm nay kênh bên Phương TV sẽ review lại nơi đây cho mọi người cùng xem. Đây là công viên Suối Mơ tỉnh Đồng Nai. Thì giờ này khoảng 8 giờ rưỡi sáng cả nhà, mà du khách rất là đông luôn. Đây, họ tập trung về đây để đây là công viên rất là mát, rất là nhiều cây để cho mọi người cùng dã ngoại. Đây, quá là đông. Thì sau khi mua vé xong thì chúng ta sẽ qua cổng kiểm soát của các anh bảo vệ để chúng ta vào bên trong để tham quan. Thì ở đây thì chúng ta lưu ý là chúng ta khi ra ngoài chúng ta phải đem những cái đồ ăn thức uống cũng như là bạt cải, và đặc biệt là đồ tắm, tại trong này có một cái hồ tắm rất là mát luôn. Đây, các cái view chụp hình đẹp quá trời. Cái cây đó, cây cây bự quá, có mấy cái dòng trời chụp hình đẹp ghê. Ba lô đó có anh ba luôn, mang anh ba cái này nó mày ấm đi rồi sao, chút nó vô, chút ra nắng chụp đẹp lắm. Mấy cái giỏ hoa đẹp không? Đây có cái bãi hoa đó. Ồ, vô chụp hình gì thấy cái dấu chân rõ ràng ha. Đứng đi, chụp luôn. Ồ, bên kia có cái phim chụp hình quá trời luôn, nhiều lắm. Ồ, mấy cái đó là trại, cắm trại gì đó, ngủ lại đi không hả? Mấy cái trò đó là ngủ lại đó. Đó, xuống mặt hang này là ra tới hồ rồi, hồ Suối Mơ này. Ồ, mấy cây đẹp quá, cái phượng quá lớn, cái phượng này lâu năm. Quá lớn, phượng cổ luôn. Đá này ta làm bài bản. Thì có cái hồ này. Ồ, cái hồ quá rộng. Đây có cái bảng nguy hiểm, khu vực không được tắm, nó không được leo trèo. Đây, du khách đã đến quá là đông. Giờ này khoảng 8 giờ, chắc 8 rưỡi 9 giờ là bắt đầu có khách đông đông rồi.
Đây các cái hình nộm để người ta chụp hình. Nói là bằng cái này bằng xi măng này. Mà sơn lại. Rất là nhiều luôn. Hình đó, cái hình để người ta chụp hình. Giờ khách mới đông ha. Khách đông nhưng mà nắng thì sẽ khách đông. Giờ đây mát. Nó có công viên nước chứ, nó tắm nó nít tắm đó, trẻ em á, tại trẻ em tắm cái khu đó. Khu viên này rất rộng luôn. Đây mấy cô chú đang dọn vệ sinh cỏ. Này là treo với cái này giống như cái giỏ của người dân tộc á. Quá đẹp luôn. Mày cái gì? Mày xuất ra cho. Yeah. Cái số là nước ngoài, nước ngoài ta nuôi. Vậy là cái nước bơm ra đó là bỏ xuống lạnh mà. Lại là tắm tắm này. Chúng nên là đâu có lấy đâu mà. Xong rồi, cái đó có xong phải không sao? Cái hồ. Xong. Xong rồi. Xong mà ở đường dài đó. Công viên nước. Suối mơ.
khu vực tắm nè. Khu vực để cho người ta tắm, có cái khu vực trẻ em mà nhỏ, khu vực lớn chắc bên này quá. Tính ra khu vực này rất là rộng luôn. Khu vực để mà các trò chơi nước này. Này có bầy chim đẹp quá. Này các cái mô phỏng của con chim rất đẹp. Này nước rất là sạch sẽ, chúng ta có thể tham gia tắm. Cát đây rất là sạch sẽ, cát này đi mà chúng ta đi không có dính giày, dính dép. Cát hột lớn. Này có mấy chú cá này. Cảnh quá đẹp luôn rồi. Đây là cái khu vực cảnh đẹp quá. Em đi theo cái bậc thang này mình lên trên này mình coi cảnh trên này rồi. Theo đá này nè. Lên đây này trụ nó đã bãi đẹp quá. Cái cỏ nguyên khu nè. Nó có mấy chỗ chụp hình review đẹp. Tao cho mướn mũ luôn cái gì á. Tao cho mướn mũ gì. Cái này đẹp quá mà chưa làm cái gì để chụp hình. Xuống này là tiếp tục với hồ. Đây
Đây. Cá phi nó bự đúng. Cá phi, cá phi nó bự, hai con nó con gần ký. Khô nước quá. Này đáng lẽ nước sâu lắm nè. Cá phi. Phi cá lóc. Tiếp theo cái cầu này nè. Dưới kia nó tắm quá trời luôn. Qua đường này. Đây ta cắm trại quá trời luôn. Ta trải mũ ra, ta ăn uống luôn. Thì có cái đường qua nè. Quá đẹp. Qua là buổi sáng nở đẹp ha. Có nhà vệ sinh rồi chỗ mình tắm lại sau khi mình đi tắm với hồ lên. Nhà vệ sinh ở trên đó đó. Lên cái bậc thang này quá rộng luôn. Bông này đi không trúng mùa, không có đợt nè, mùa nếu nó nở là đẹp. Tại nó chưa trổ. Quá đẹp. Cái này sao trồng trên đá được ta? Không, cái cây này nè, cây trồng trên đá nè. Ba cây dừa mà. À trong này có đất nè. Không kẻ có đất. Rồi cái này. Này nó làm giả đá nè. Quá trời qua nó múc lên trổ vô đẹp. Quá trời bông. Bên đây có mấy cái nhà chòi, mấy cái dù đẹp lắm. Tán dù rất rộng luôn, ta xây ra để cho mình ngồi ăn uống. Đó, đẹp chưa? Này là ta ngồi trong này ta ăn uống. Rất là nhiều luôn. Mát lắm, đây mát. Ủa, cây dưới sữa nó trái ghê. Quá cao. Rất là nhiều. Cảnh quá đẹp.
Đây là cái đường qua nè. Ta trồng lưới hổ quá trời. Nhóc luôn. Ủa, có cái sùng quá lớn. Dưới kia là các cái bãi rộng người ta trải bạt ra ta ăn, ta dã ngoại. Video clip review khu du lịch công viên của Xuân Mời đến đây là kết thúc cả nhà. Hẹn mọi người video tiếp theo. Xin chào, xin gặp lại.